Được tin vụ tấn công khủng bố, quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cùng ngày thì Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cùng ngày người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng nêu rõ việt nam hết sức bàng hoàng khi nhận được thông tin về vụ tấn công khủng bố dã man này và gửi đến chính phủ nhân dân nga cùng gia đình các nạn nhân lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất việt nam lên án mạnh mẽ hành vi tấn công khủng bố dưới mọi hình thức và tin tưởng chắc chắn rằng những kẻ thù ác sẽ bị trừng trị thích đáng theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đến nay thì chưa ghi nhận có công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ việc. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán đang khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, bám sát tình hình, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có công dân Việt Nam gặp nạn. Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã khuyến cáo cộng đồng hạn chế có mặt tại những khu vực đông người, thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin và liên hệ ngay tới Đại sứ quán theo đường dây nóng bảo hộ công dân cộng 791-6682-1617 hoặc Tổng đài Bảo hộ Công dân tại Việt Nam, cộng 84-981-848484 khi gặp tình trạng khẩn cấp để được hỗ trợ.